Phương ơi, chào mọi người. Hôm nay Phương lại tiếp tục gửi đến cho mọi người một cái clip về cái liên quan tới con CB này thôi. Thì liên con CB này thì nó cũng là một con CB thông thường, nhưng mà tại sao nó có cái này? Và tại sao mà Phương muốn nói thì là tại vì sẵn tiện Phương cũng có cái hộp này nên là Phương muốn nói. Và lý do là trước Phương đi làm á, Phương cũng thấy nó có mấy cái nhà thì nó cũng hơi nguy hiểm nên là Phương có khuyến cáo, thì cái này nó cũng không đáng bao nhiêu nên Phương khuyến cáo xong rồi. Hôm nay thì thôi, Phương cũng nói ra để cho mọi người, nhà ai mà đang chưa có thì chúng ta là mua gì chúng ta làm thì cũng đơn giản mà cũng rẻ tiền ha, làm cho nó an toàn. Thì nó là cái gì thì đây, tại vì Phương đi làm á, Phương vô nhà của một số người á thì cứ mua cái, đi ra mua cái thanh này nè, mua về cái lắp vô trong cái tường, mua cái thanh này xong cái về vô lắp vô cái tường cái xong rồi gắn cái, để Phương giải dụ ha. Đi ra mua cái thanh á, mua cái thanh gài, cái lúc mà thợ điện bán cho thanh gài này nè, cái về cái để vậy nè, cái lắp vô trong tường vậy thôi đó, cái lắp nhỏng nhỏng vậy thôi, rồi dây điện á câu vô đây, câu vô đây đó, ví dụ cái tường vậy, cái lắp vô vậy, cái tường vậy thôi thì cứ để vậy thôi. Thì không vậy cứ cầm vậy, bật lên bật xuống, cầm vậy nè, cái lúc chúng ta cầm lên nè, chúng ta cầm nè các bạn thấy không, cầm nè thì chúng ta bật nè, rồi chúng ta bắt buộc chúng ta phải cầm lên nè, đúng không, cầm thì cái đây nó nẹt ra nè, nó lỡ như có điện hay gì, nó chiếc dây lỏng gì đó hay là nó trên này nè, lâu ngày á bụi rồi á, nó lọt vô mấy cái lỗ này nè, nó nguy hiểm cực kỳ luôn các bạn. Bữa là vô đây nè, trời ơi, ở trên nó mỏng hóng đồ không, lọt vô ẩm rồi đó, ghê lắm luôn nè. Mấy cái này nè, cái này cũng vậy, mỏng hóng nó lọt vô nó ẩm thì nó cực ghê. Thì lúc đó thì Phương mới thấy nó ghê quá, thì nó nè Phương mới chỉ cái chủ nhà đi ra ngoài mua một cái bộ này nè, cái này gọi là đế nổi đó, của CB đó, ha, đó mua về. Đó, lắp vô thôi, đơn giản đó. Này lắp vô, bây giờ lắp vô nè, đồ nãy giờ đi mở ra, này, đó, thì lắp vô thì cứ mua gì cứ ra mua về rồi mà, từ coi lắp vô các bạn không cần phải hỏi ai gì hết, cứ ra nói cho mạnh dạn, tự tin ra nói rồi bán, tôi đang đế nổi hoặc nổi đế nổi CB, hay cực, đó. Đây, về, ok, gầy luôn, gập vô. Bạn thấy không? Cứng khừ. Đây. Bạn thấy không? Bao bọc. Đó, lúc đó chúng ta cầm là chúng ta tiếp xúc cái lực, lúc mà chúng ta tiếp xúc á là chúng ta tiếp xúc trên đây rồi, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhựa là cách điện, yên tâm mà xài. Đó. Rồi chứ còn mấy cái lỗ thì đây. Chỗ lỗ nè. Nếu mà nhà không có cái gì thì cứ lấy cái dao gì đó cắt cái lỗ này nè, cắt cái lỗ này. Đó, rồi bắt đầu là đưa dây điện vô vậy thôi, nó rất đơn giản và nó lại tiện nữa, nó lại an toàn cho chúng ta khi sử dụng đây đó, à đúng không ạ. Đây, nó cứng, nhìn nó cứng khừ. Cái này cái đế này nè, cái đế này thì nó có mấy cái lỗ này nè, 1, 2, 3, 4 chúng ta bắt vô trong tường là xong rồi, bắt vô trong tường rồi cái này gài xuống gắn vô là xong rồi, cái này nó có hai mấy ngóc nữa gắn vô nữa là xong rồi. À, các bạn thấy không ạ, à? Nó an toàn rất rất tuyệt đối. À, rồi video của Phương đến đây kết thúc. Hy vọng với cái chia sẻ nhỏ nhỏ này sẽ giúp ích được cho những nhà ai mà đang vẫn còn lơi lỏng trong cái chuyện này thì mình mua về tự làm nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người. Yeah.